Kỹ năng rút dây, kính chào các bạn. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn một nút dây có tên gọi khá là độc đáo. Trên tay mình đang cầm là một nút dây có tên gọi là kho báu. Đây là một dạng nút dây, nhìn thì nó có đường đi ngoằn ngoèo giống như chúng ta đi tìm kho báu, nên nút dây được đặt tên gọi là nút kho báu. Nút này chúng ta đang thực hiện là mẫu 4x3, và chỗ vị trí mình đang vừa chỉ á, là mình đã nối giữa hai sợi dây màu hồng màu vàng ở ngay vị trí cúc áo mình đã giấu vào trong. Bây giờ chúng ta cùng thực hiện nút kho báu. Đầu tiên chúng ta tạo cánh thứ nhất nằm phía bên tay tay phải chúng ta các bạn. Chúng ta dùng đoạn dây tiếp tục tạo cánh phía trên. Cánh phía trên các bạn tạo nhỏ thôi. Và các bạn chú ý tay trái của mình cầm dây, các bạn phải điều chỉnh tay giống như mình đang hướng dẫn. Tại vì mẫu này nó không phức tạp nhưng dây rất là nhiều, xỏ rất là nhiều, nên có thể là nếu chúng ta cầm không khéo nó sẽ bị lật dây, là sẽ sai mẫu này các bạn. Các bạn chú ý đoạn dây chúng ta nằm phía dưới. Chúng ta tiếp tục tạo cánh thứ hai. Cánh thứ hai các bạn tạo nhỏ hơn, ngắn hơn cánh thứ nhất một tí xíu nha. Dùng đoạn dây phía trên chúng ta tạo cánh ở trên, tiếp tục là cánh thứ hai. Đoạn dây dài chúng ta nằm ở phía dưới nha các bạn. Tiếp tục chúng ta lại tạo thêm một cánh nữa là cánh thứ ba ở bên tay phải. Các bạn nhìn lại phía bên đây. Chúng ta sẽ tạo cánh thứ ba bên tay phải. Đoạn dây dài vẫn nằm ở phía dưới. Ở mẫu này thì các bạn, nếu các bạn làm mẫu 4x4 hoặc 5x4 thì các bạn cứ tiếp tục như vậy. Đây là mẫu 3x4. Nếu mẫu 4x4 thì các bạn thêm một cánh nữa. Hoặc mẫu 5x4 thì chúng ta thêm một cánh nữa. Chúng ta thêm, cứ thêm lần lượt xuống các bạn. 3, 4, 5, vân vân vân, xuống. Cứ tiếp theo. Tùy theo các bạn muốn làm mẫu nào. Mẫu 4x4 hay là 3x4 hay là 5x4 gì đó. Và chúng ta dùng đầu dây ở phía dưới chúng ta xỏ qua 3 cánh luôn nha các bạn. Chúng ta xỏ ở giữa và xỏ qua 3 cánh. Và đoạn dây dài của chúng ta vẫn nằm ở phía dưới. Lúc này các bạn cố gắng ở vị trí ngón tay cái, ngón tay giữa và ngón đeo nhẫn, các bạn nhớ giữ thật chặt dây để dễ bị bung dây. Mẫu này các bạn nào chưa quen thì các bạn có thể hơi bị vất vả một tí xíu. Thường thì mẫu này người ta sẽ thắt trên một tấm xốp, nhưng mà không phải lúc nào chúng ta cũng đem tấm xốp đi theo để chúng ta thực hiện kỹ năng này hết. Và bây giờ chúng ta sẽ xỏ qua hai cánh dây. Hồi nãy chúng ta xỏ ba cánh, chúng ta bỏ cánh vừa xỏ lúc nãy, không xỏ nữa, mà chúng ta chỉ còn xỏ hai cánh kế đó. Và lúc này chúng ta vẫn tạo cánh hoa phía trên. Cánh hoa phía trên các bạn tạo ngắn hơn cánh hoa vừa tạo, để chúng ta phân biệt được cánh nào trước cánh nào sau các bạn. Nhỏ dần nhỏ dần. Đoạn dây dài vẫn là nằm phía dưới nha các bạn. Bây giờ chúng ta còn lại cánh cuối cùng thì chúng ta xỏ cánh cuối cùng thôi. Và chúng ta tạo cánh nhỏ hơn cánh trước đó. Và đoạn dây dài vẫn nằm phía dưới. Và chúng ta chuyển tay nào. Rồi các bạn nhìn nha. Cố gắng chuyển tay cho chính xác để không là nó sẽ bung ra hết. Lúc này chúng ta sẽ sử dụng 5 ngón tay để chúng ta giữ tất cả các phần đã đan. Rồi tiếp tục dùng đoạn dây, chúng ta sẽ sử dụng một đoạn dây duy nhất mà chúng ta đan thôi. Chúng ta xỏ qua 3 cánh chúng ta vừa đan. Xỏ qua 3 cánh luôn các bạn.
Và đoạn dây chúng ta xỏ đó, đoạn dây đó là sẽ nằm dưới đoạn dây ở phía trên, nằm ở phía dưới. Sang phía trên thì chúng ta sẽ xỏ vào cánh ngắn nhất. Cho nên chúng ta tạo cánh thì chúng ta tạo cánh ngắn, cánh dài và cánh dài nhất để chúng ta phân biệt. Cái vị trí cánh đó đó các bạn, nó sẽ dễ bị lật nha các bạn. Dễ bị lật. Các bạn chú ý cánh đó. Rồi hồi nãy chúng ta xỏ ba cánh thì bây giờ chúng ta xỏ lại trả ba cánh lại. Xỏ đi và về. Một trong những nguyên tắc của đan hoa thì đi như thế nào thì về như vậy. Mặt dưới đi như thế nào, mặt trên nó sẽ về như vậy. Rồi chúng ta sẽ xỏ qua ba cánh. Tiếp tục chúng ta đã xỏ qua ba cánh rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ xỏ hai cánh. Cánh vừa xỏ xong chúng ta bỏ qua, không xỏ nữa. Hai cánh liền kề với nó. Giờ vẫn nằm dưới đoạn dây đó nha bạn, đoạn dây phía trên đó. Rồi lúc này chúng ta sẽ tiếp tục cánh ở giữa. Các bạn chú ý cánh sẽ bị lật như vậy, rất là dễ bị lật. Rồi chúng ta sẽ nằm chiều này. Dây vẫn là từ dưới chúng ta xỏ lên. Từ dưới chúng ta sẽ xỏ lên đoạn dây đó. Và hồi nãy chúng ta xỏ đi là hai cánh. Bây giờ chúng ta xỏ về vẫn là hai cánh. Ở mẫu này thì các bạn sử dụng dây to, các bạn làm một lần trước cho nó quen đường đi. Rồi sau đó chúng ta sử dụng dây nhỏ. Và còn cánh cuối cùng nha các bạn. Còn cánh cuối cùng đây. Còn cánh cuối cùng. Và cánh cuối cùng thì vẫn là xỏ vào cánh đối xứng của nó. Rồi các bạn chú ý chỗ cánh nó sẽ dễ bị lật như vậy đó. Từ dưới chúng ta xỏ lên. Rồi hồi nãy chúng ta xỏ đi thì bây giờ chúng ta xỏ về ở vị trí cánh trước đó. Đi và về, đi và về. Cứ nguyên tắc các bạn nhớ giùm mình. Rồi như vậy chúng ta đã xong cái phần nút kho báu. Các bạn nào có thể trang trí thêm thì các bạn sử dụng nút cúc áo nè. Và nút kim tiền nè. Thì các bạn phải thắt từ đầu. Mẫu kho báu của mình đến đây là kết thúc. Chúc các bạn thành công với mẫu này. Đừng quên like, subscribe và chia sẻ kênh giúp mình nha.